chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa đặc biệt ngày 22 tháng 11 của Đuôi San Vina. Trong bản tin trưa hôm nay, chúng tôi sẽ dành hết thời lượng để chuyển đến các bạn những hình ảnh và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Mời quý vị và các bạn theo dõi sau đây. Sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đuôi San Vina đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và khai mạc lễ hội đoàn kết một lòng thường niên lần thứ 6. Buổi lễ có sự tham dự của các quan chức cấp cao chính phủ Việt Nam. Tham dự buổi lễ là hơn 300 đại diện lãnh đạo chính phủ Việt Nam, Hàn Quốc, tập đoàn Doosan, đối tác, khách hàng và đại diện người lao động. Doosan Vina được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 20 tháng 11 năm 2006 tại khu kinh tế Dung Quốc với vốn đầu tư 300 triệu đô trên 110 hectare, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như nồi hơi cho các nhà máy điện, cẩu trục bóc dỡ container cho các hệ thống cảng biển, thiết bị xử lý nước biển thành nước sinh hoạt và một vài sản phẩm cơ khí trọng điểm khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Johnny Jun đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền trung ương và địa phương, cũng như toàn thể khách hàng, đối tác và người lao động đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng công ty trong suốt chặng đường 10 năm qua để có được một Doosan phát triển như ngày hôm nay. Thay mặt chính quyền trung ương, ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng phát biểu chúc mừng Doosan Vina và đánh giá cao những thành tựu cũng như đóng góp của công ty trong thời gian vừa qua và mong muốn Doosan Vina sẽ phát huy mạnh mẽ những kết quả đó trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong thời gian tới, kinh tế chính trị trên thế giới cùng với quá trình hội nhập của nước ta có những diễn biến khó lường. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, địa phương cùng với những thành tựu của mình trong quá trình hoạt động từ 10 năm tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan Vina sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã nêu rõ rằng Doosan Vina là dự án FDI đầu tiên tại Quảng Ngãi. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Doosan Vina đã dần khẳng định vai trò là doanh nghiệp trong nước hàng đầu về ngành cơ khí. Sản phẩm của công ty được đánh giá cao trên thị trường trong nước và trên toàn thế giới. Doosan Vina góp phần làm thay đổi cơ cấu GDP của tỉnh theo hướng tăng trọng công nghiệp, tăng nguồn ngân sách, ổn định an sinh xã hội và đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của tỉnh. Hôm nay, tôi vinh hạnh được đến tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty công nghiệp nặng Doosan Vina. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tôi xin chúc mừng các thành tựu của công ty đã đạt được trong 10 năm qua. Kính thưa quý vị đại biểu, nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina là dự án FDI đầu tiên đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau 10 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty công nghiệp nặng Doosan Vina đã dần khẳng định vai trò là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về ngành cơ khí công nghiệp nặng. Các sản phẩm công ty được đánh giá cao trên thị trường trong nước và trên toàn thế giới. Ngoài hoạt động kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, nhà ở cho người dân tỉnh nhà. Dự án nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina đã góp phần làm thay đổi cơ bản cơ cấu GDP của tỉnh theo hướng tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết được nhiều việc làm cho nhân dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đặc biệt đã tạo nên thương hiệu của Việt Nam về sản phẩm công nghiệp nặng chất lượng cao. Vai trò trách nhiệm của giới doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn như công ty công nghiệp nặng Doosan Vina vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
tôi mong rằng công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ, tăng cường sử dụng nguyên liệu, thiết bị của các doanh nghiệp phụ trợ trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm của mình, tiến hành các hoạt động chuyển giao công nghệ, quản lý, v.v. Đồng thời, tôi cũng mong công ty với khả năng uy tín của mình làm cầu nối giữa tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc và cùng với tỉnh tham gia công tác xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc và các đối tác của công ty đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Tại lễ kỷ niệm, Dosanvina đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì sự đóng góp của mình vào sự phát triển của ngành công nghiệp nặng, sự phát triển của kinh tế xã hội và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trong dịp này, một số cá nhân tiêu biểu đã được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Dosanvina cũng đã trao kỷ niệm chương thay lời cảm ơn của mình đến với đối tác Vietcombank Quảng Ngãi và công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Chiến Thắng. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Dosanvina trở thành một doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và góp một phần to lớn vào thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, đồng thời góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội của tỉnh khi tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho gần 5.000 người lao động của công ty và cho các nhà thầu phụ. Ngoài những thành tựu đáng kể về sản xuất, Dosanvina còn được biết đến là một doanh nghiệp có nhiều hoạt động mạnh mẽ trong các chương trình từ thiện xã hội về y tế, giáo dục, nhà ở và chia sẻ khó khăn với cộng đồng địa phương. Trong bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn các phần trò chơi cũng như các chương trình văn nghệ của buổi lễ. Các bạn nhớ đón xem. Và sau đây, tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ.
trưa của Đua San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đua San Vina DVTV V7N90. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Đua San Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Đua San Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.